trên đê sông Nhuệ thuộc xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Một cuộc tìm kiếm quy mô thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân. Tân sinh viên Học viện Ngân hàng Trần Thúy Hiền đã mất tích bí ẩn trên đường đi học về. Liệu có phép màu nào dẫn đường cho thiếu nữ 18 tuổi trở về? Hai buổi học chiều ngày 23 tháng 10 năm 2020 là buổi học cuối cùng của nữ sinh xấu số Trần Thúy Hiền. Tối ngày 23 tháng 10 năm 2020, Công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội bất ngờ tiếp nhận được đơn trình báo của một người phụ nữ về việc con gái là Trần Thúy Hiền, sinh năm 2002, tân sinh viên Học viện Ngân hàng, không về nhà sau khi đến trường như mọi ngày. Điều khác thường trái với quy luật sinh hoạt của cô gái ngoan ngoãn, hiền lành đã dấy lên những lo ngại chẳng lành của gia đình nữ sinh năm thứ nhất. Ngay sau khi mà buổi đêm công an huyện nhận được cái đơn trình báo của người nhà cháu Hiền liên quan đến việc cháu mất tích. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo thì công an huyện đã vào cuộc. Thứ nhất, việc đầu tiên đó là tập trung vào gia đình nạn nhân, gia đình cháu Hiền để làm rõ các cái mối quan hệ về các mối quan hệ trong quá trình cháu đi học, rồi làm rõ cái lộ trình hàng ngày sinh hoạt của cháu, di biến động của cháu hàng ngày. Đấy là việc đầu tiên. Nhận tin báo, lãnh đạo công an huyện Thường Tín đã khẩn trương chỉ đạo đội hình sự tiến hành họp chuyên án, phân công nhiệm vụ cho các mũi điều tra. Dựa trên việc cung cấp những thông tin của gia đình nạn nhân, sơ đồ di chuyển của nữ sinh viên Trần Thúy Hiền đã được phác thảo một cách nhanh chóng và chi tiết. Đồng thời, ban chuyên án nhận định sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng có nhiều dấu hiệu bất thường. Khả năng nạn nhân bị xâm hại tới tính mạng, sức khỏe và tài sản là rất lớn. Tại thôn Gia Khánh, Nguyễn Trãi, giả dựng toàn bộ đi miền Đông của đi đông đội là chỉ đạo thông qua chỉ đạo nạn nhân đi học từ trường Học viện Ngân hàng, xe buýt theo tuyến 06 về Thường Tín và đi xe đạp điện theo tuyến đường từ tỉnh lộ 427 về qua đường liên xã Văn Phú Nguyễn Trãi và đi qua đường đê sông Nhuệ. Vào khoảng thông qua việc giả soát cam và nhận định nạn nhân đi từ khoảng 18:40 đến 9 giờ ngày 23 tháng 10. Sau khi mà tiếp nhận được thông tin làm rõ cái việc cháu Hiền là một cái cháu học sinh rất là ngoan, không có quan hệ bạn bè phức tạp, mà thường xuyên là đi học là chỉ có hàng ngày chỉ có sáng ra là đi trên cung đường từ nhà đi xe đạp điện đến thị trấn Thường Tín, gửi xe đạp điện và bắt xe buýt đi lên Học viện Ngân hàng để đi học, sau đó đến chiều thì cũng theo cái cung đường đó để đi về nhà. Theo như quy luật hàng ngày thì cháu khoảng 5-6 giờ chiều là cháu đã về đến nhà rồi. Thì tuy nhiên thì đến gia đình cho biết là cháu đến nửa đêm cháu vẫn chưa về nhà và điện thoại thì không liên lạc được. Tuy nhiên, việc cháu Hiền di chuyển trên đoạn đường đê sông Nhuệ vào lúc chập tối, thời điểm rất vắng người qua lại, sau đó mất dấu trên hệ thống camera an ninh của nhà dân,
đã cho thấy những khó khăn lớn trong công tác điều tra. Việc xác định trên đoạn đường đê vắng, nối giữa nơi cư trú của cháu Hiền và địa điểm gửi xe đạp điện vào khoảng 19 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2020, nữ sinh viên Trần Thúy Hiền đã làm gì và gặp ai là vô cùng khó khăn. Chuyện gì thực sự đã diễn ra khi nữ sinh này đi học về qua đây là câu hỏi mấu chốt mà ban chuyên án cần trả lời một cách nhanh nhất. Việc đầu tiên là tiến hành dựng những di biến động thông qua các cái hệ thống nhân chứng, người dân, rồi hệ thống camera để xác định được cái cung đường đi cháu về, cháu đi học về. Thì dựng nên được cái việc cháu Hiền đi học về thì khi cháu đi xe buýt xuống trên đường đi về, đi xe buýt xuống đến thị trấn Thường Tín đã lấy xe đạp điện và đi qua cái ngã ba Văn Trai, Văn Phú để đi lên đoạn đường D sông Nhuệ trên đường đi về nhà cháu. Thì tại đây thì bắt đầu bị mất dấu, không còn hình ảnh cháu nữa, cho nên cơ quan công an đã nhận định cháu Hiền sẽ có một cái việc gì đấy xảy ra đối với cháu trên cái đoạn đường này, đoạn đường D này. Với lý lịch như trên, hướng điều tra về những mâu thuẫn trong đời tư của nữ sinh viên Trần Thúy Hiền đã được ban chuyên án loại bỏ. Chuyển hướng điều tra sang các đối tượng xã hội cộng cán trên địa bàn. Các đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản hoặc hiếp dâm, đặc biệt tập trung vào các đối tượng nghiện hút. Qua đó, ban chuyên án đã xác định và đưa vào diện điều tra đặc biệt hai đối tượng gồm Nguyễn Xuân Trung, 35 tuổi, trú tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín; Nguyễn Văn Quân, 37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội, là hai đối tượng nghiện hút và đang dính líu đến một vụ trộm cắp tài sản. Cùng thời điểm với cả cháu mất tích, dựng lên được hai đối tượng nghi vấn là Nguyễn Xuân Trung, sinh năm 1985 ở địa bàn xã Văn Phú, và Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1983 ở địa bàn xã Quất Động. Và qua rà dựng nhân thân các đối tượng thì đánh giá đây là hai đối tượng nghiện, có biểu hiện nghi vấn hoạt động về trộm cắp tài sản. Thế thì ngay sau khi có thông tin về cái một cái vụ trộm cốp pha xảy ra tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thì xác định được cái đối tượng, cơ quan công an đã tiến hành điều tra truy xét nhanh cái vụ trộm này, thì đã dựng được nhân thân lý lịch của cái đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, hai đối tượng là đối tượng Trung và đối tượng Quân. Trung và Quân là thủ phạm của một vụ trộm cốp pha gần nơi nữ sinh Trần Thúy Hiền mất tích vào tối ngày 23 tháng 10. Từ thông tin này, các trinh sát đã tập trung rà soát, truy tìm tang vật của vụ mất cắp tài sản. Thời gian mà hai đối tượng này thực hiện vụ trộm cũng nằm trong khoảng thời gian cháu Hiền mất tích trên đê sông Nhuệ ngày 23 tháng 10. Sự trùng hợp này khiến hai đối tượng nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ ban chuyên án. Đồng thời, các trinh sát cũng tập trung truy tìm các tài sản của cháu Hiền là chiếc điện thoại và chiếc xe đạp điện. Người gầy đúng không? Vâng, có thể gần 35 vì cậu ấy đen đen, em không để ý lắm. Khoảng 35 tuổi. Khoảng 30 đến 35. Nút thắt của vụ mất tích bí ẩn cuối cùng đã được hé mở khi Nguyễn Xuân Trung có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng mang chiếc xe đạp điện của cháu Hiền đi bán ngay trong đêm 23 tháng 10 năm 2020. Tiến hành cái việc rà soát tất cả các cái tài sản mà cháu Hiền mang trên người trước khi bị mất tích, gồm có chiếc xe đạp điện và một số tài sản khác,
Thì qua công tác giả soát thì đã xác định được cái cửa hàng mua được cái chiếc xe đạp điện của cháu Hiền. Thì qua đấu tranh khai thác nhanh thì cũng xác định được cái đối tượng mang đến bán cái chiếc xe đạp điện này chính là đối tượng Trung. Thế qua hai luồng thông tin, cơ quan công an huyện Thường Tín đã xác định được cái đối tượng hiểm nghi lớn liên quan đến cái vụ việc mất tích của cháu Hiền, đó là chính là đối tượng Trung và đối tượng Quân. Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2020, dựa trên những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Xuân Trung để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Thường Tín cho biết bản thân là đối tượng nghiện trong diện quản lý. Với sự lì lợm, danh ma, xảo quyệt, Trung chỉ khai báo quanh co, nhỏ giọt về nguồn gốc của chiếc xe đạp điện. Trung chỉ khai nhận nhặt được điện thoại và trộm xe đạp trên đường D. Đối tượng Nguyễn Xuân Trung đã đem bán cho Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1997, ở Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội. Với cái nhận định rất là chính xác và đưa ra cái định hướng điều tra rất là đúng đắn của các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng như đồng chí trưởng công an huyện, thì đội cảnh sát hình sự công an huyện Thường Tín phối hợp với đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội đã tiến hành đấu tranh với lại cả đối tượng Trung và khai thác nhanh những cái thông tin liên quan đến vụ việc. Thì bước đầu đối tượng Trung khai báo rất là quanh co, cũng có rất là nhiều biểu hiện của việc chống đối, khai báo không thành khẩn. Tuy nhiên, đến ngày thứ tư cháu Hiền mất tích, lãnh đạo công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo bằng mọi biện pháp nghiệp vụ phải bắt giữ bằng được đối tượng thứ hai là Nguyễn Văn Quân để đối chiếu lời khai giữa Trung và Quân. Từ đó chứng minh cả hai đối tượng này có liên quan trực tiếp đến sự mất tích của nữ sinh Trần Thúy Hiền.